Chào mừng các bạn đã quay trở lại Relab. Như các bạn đã biết thì có rất nhiều sản phẩm laptop và với mỗi người họ sẽ có một nhu cầu và công việc khác nhau. Nếu như bạn là một người có nhu cầu và công việc hướng tới vấn đề là thiết kế designer thì các bạn sẽ thường lựa chọn là những dòng MacBook, đơn giản là tại vì nó sẽ tối ưu cũng như là tương thích tốt hơn, xử lý các công việc của bạn tốt hơn. Nhưng mà MacBook thì không tương thích với quá nhiều các tựa game. Lý do đó thì các bạn cũng không thể giải trí quá nhiều trên một chiếc MacBook nhỏ gọn và mỏng nhẹ như vậy. Thì lúc đó thì các bạn sẽ lựa chọn những chiếc laptop gaming. Hiện tại thì laptop gaming đang có một cái giá thành tương đối là rẻ. Nhưng các bạn lưu ý rằng đó chính là với những chiếc laptop đấy thì chúng ta sẽ không có một cái thiết kế đẹp mà nó sẽ hơi bị hầm hố. Và cũng như là nếu như các bạn muốn mang đi mang lại để mà sử dụng cho nhiều công việc thì nó lại khá là bất tiện. Và các bạn nên lưu ý rằng là với những cái sản phẩm laptop gaming như vậy thì nó sẽ tối ưu vấn đề đó là chính là tần số quét hơn là cái vấn đề hình ảnh và cũng như là chất lượng chi tiết của màn hình. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ mang tới cho các bạn một cái chiếc laptop đủ để các bạn có thể là vừa này cân công việc liên quan đến thiết kế vân vân và vân vân, nhưng lại vừa có thể đáp ứng được cái nhu cầu giải trí của bạn như là chơi các tựa game. Và đó chính là chiếc Asus Zephyrus M15. Và chi tiết của chiếc máy này như thế nào thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu video nhé. Đầu tiên đi, cái thứ mà chúng ta luôn luôn quan tâm đó là vấn đề về ngoại hình. Thì Asus Zephyrus M15 là một chiếc laptop có ngoại hình rất là đẹp. Các đường nét khung viền tạo ra một cái cảm giác nguyên khối và cao cấp. Phần thân máy của chúng ta thì như Asus cho biết được gia công bằng hợp kim magie, phủ một lớp nhám chống bám vân tay. Và cái mặt trước thay vì các đường nét xước phay thì chúng ta sẽ có những cái điểm nhỏ, chấm chấm nhỏ như thế này, khá là nổi bật và đặc biệt. Và khi mà các bạn mang chiếc máy này ra ngoài trời với một cái ánh sáng tự nhiên thì cái chiếc máy của chúng ta sẽ phản chiếu lại một cái ánh sáng rất là tinh tế và đẹp mắt. Thì nói về phần bản lề đi, từ trước đến giờ thì Asus luôn luôn làm những cái bản lề khá là tốt cho các dòng, kể cả là giá rẻ, văn phòng hay ngay cả đến những cái chiếc laptop cao cấp như thế này. Các bạn hoàn toàn có thể dễ dàng gập mở bằng một tay. Đấy, bây giờ mình sẽ mở lên này. Các bạn có thể thấy là rất dễ dàng thôi, chúng ta có thể hoàn toàn mở gập bằng một tay mà không có vấn đề gì cả. Và cái bản lề của chúng ta cũng tương đối chắc chắn trong cái quá trình mà mình dùng này, chơi game hay di chuyển nhiều thì nó cũng không bị cái vấn đề gì đâu. Thế các bạn có thể thấy rằng là đây là một cái bản lề rất tốt của Asus. Nhưng chắc chắn là như thế, với một cái ngoại hình tương đối là hầm hố và đẹp mắt như thế này mà nó chỉ có một cái cân nặng mà mình cảm thấy rằng đây là một cân nặng nhẹ so với những cái dòng laptop gaming hiện nay, chỉ với 1,9 kg. Với chỉ 1,9 kg thì các bạn hoàn toàn có thể mang đi mang lại mà không cần phải quá là suy nghĩ rằng là để vào thì nó có nặng hay không và nó có bất tiện hay không. Với bản thân mình, với một người mà sử dụng nhiều các tác vụ mà phải mang đi mang lại thì 1,9 kg là hoàn toàn phù hợp. Về phần tản nhiệt trên chiếc Asus Zephyrus M15 thì chúng ta sẽ có một hốc tản nhiệt ở dưới gầm máy và sau đó thì nó sẽ tản nhiệt qua 4 khe, 2 khe ở phía hai bên của chiếc máy và 2 khe phía sau. Và các bạn lưu ý rằng là nhà sản xuất cũng không quên sử dụng một cái loại keo tản nhiệt lỏng, đó là Liquid Metals lên con chip này để giúp nó có thể tối ưu nhất cái vấn đề nhiệt độ trên con chip. Về cổng kết nối trên cái chiếc laptop này thì sao? Một chiếc laptop gaming mà, các bạn hoàn toàn có thể thấy rằng là chiếc máy này của chúng ta thì đầy đủ các cổng kết nối như là USB 3.1 này, hai cổng USB 3.0, cổng Thunderbolt 3, một cổng mạng LAN RJ45. Và nó còn được trang bị thêm đó là Wi-Fi 6 và tích hợp thêm Bluetooth 5.0 giúp các cổng kết nối không dây ổn định hơn và nó tốt hơn khá là nhiều. Như là mình đã nói thì tại sao chiếc máy này có thể giúp các bạn cân được hầu hết tất cả các nhiệm vụ công việc liên quan đến thiết kế, designer, editor hay vân vân và vân vân. Đó là một cái màn hình rất đẹp. Chúng ta sẽ có một màn hình IPS LCD 15,6 inch với độ phân giải lên tới là 4K, đạt chuẩn của Pantone. Về cái thông số độ phủ màu đi, sRGB lên tới là 132,7%. Và Adobe RGB lên tới là 100%. Đây có lẽ là cái con số mà các bạn thật sự là phải cảm thấy bất ngờ đúng không? Tại vì hầu hết các chiếc máy phổ thông của chúng ta sẽ chỉ có khoảng tầm 100% RGB này hay là 110% RGB. Còn trên chiếc máy này của chúng ta thì sẽ lên tới là 132,7% cơ. Đó là một cái thông số khá là tốt. Cùng với đó thì chúng ta sẽ có Delta E là 1,8, hiệu chỉnh là 0,7. Với tất cả những cái thông số như vậy và cũng như là cái trải nghiệm của bản thân mình thì mình tin chắc rằng với những bạn nào mà hay làm về thiết kế đồ họa này, những bạn nào mà hay phải chỉnh sửa video này thì nó hoàn toàn cân được hết và nó sẽ cân được tốt với cái nhu cầu cao của các bạn. Còn một cái điểm mà các bạn thật sự phải lưu ý đó là nó sẽ có nhiều option. Option của mình đang sử dụng hiện tại sẽ là màn hình 4K và chỉ là 60Hz mà thôi. Còn chúng ta sẽ có option khác, đó sẽ là 144Hz nhưng sẽ là Full HD. Vậy thì đối với tùy bạn thì các bạn có thể có cái sự lựa chọn. Nếu bạn mà thiên hướng về thiết kế nhiều hơn thì các bạn có thể là sử dụng 4K. Còn nếu như bạn mà muốn chơi game tốt hơn, mượt mà hơn thì có thể 144Hz.
đấy là cái sự lựa chọn của các bạn. Còn đối với bản thân mình, là một người mà sử dụng hầu hết là các tác vụ liên quan đến thiết kế và chơi game thì cũng chỉ là cơ bản thôi, thì 4K và 60Hz đã là rất tốt rồi. Về cụm bàn phím trên Asus thì Asus Zephyrus M15 vẫn như các phiên bản trước đó thì loại bỏ phần number pad giúp bàn phím rộng hơn này và thoáng hơn rất là nhiều. Phía trên thì sẽ có các nút như là nút tăng giảm âm lượng, nút bật tắt mic và Armory Crates. Cái phần này thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể là điều chỉnh những cái vấn đề như là vấn đề CPU này, GPU này, điều khiển tốc độ quạt, dung lượng RAM và bộ nhớ khi mà các bạn đang sử dụng. Có một cái điểm mà mình tương đối thích cũng như là nó thể hiện được một cái gì đấy rất là gaming, đó chính là cái nút nguồn được sử dụng theo hình lục giác. Nhìn nó tương đối là đẹp, đó cũng là một điểm nhỏ thôi nhưng mà nó sẽ thu hút được người dùng, cũng như là khi mà các bạn mang ra ngoài thì mọi người cũng cảm thấy nó đẹp hơn và ấn tượng hơn. Về phần bàn phím thì phải chia sẻ thật rằng là cái trong cái quá trình mà mình trải nghiệm thì nó khá nông so với chiếc ROG G15, G512 mà trước đó mà chúng mình đã từng làm video đấy. Nhưng mà các bạn cũng phải hiểu rằng là cái bàn phím này thì vẫn mang lại được một cái trải nghiệm rất là ổn, chỉ là nó không thật sự ổn như cái chiếc G15 mà mình đã từng làm mà thôi. Và thêm một điểm nữa, đó chính là chúng ta sẽ không bao giờ có thể thiếu được cái cụm đèn LED RGB. Và nó rất là đẹp, bản thân mình thấy nó rất là ổn với màu sắc đẹp này. Và cái phần khoảng cách giữa cái phần ở dưới là sáng hất lên ý, nó cũng vừa phải, không làm cho các bạn cảm thấy khó chịu. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái phần quan trọng trên một cái chiếc laptop phục vụ cho nhiều tác vụ như thế này, đó chính là RAM, SSD và hiệu năng. Đi cùng với con chip là Intel Core i7 10875H, 8 x 16 luồng và card đồ họa là RTX 2060 6GB DDR6, thì chúng ta sẽ sẵn thêm một thanh RAM là 16GB RAM rồi này. Và tất nhiên là máy đang ở chế độ là single channel, thế nên các bạn có thể tối ưu hiệu suất hơn nếu như bạn muốn lắp thêm một cái thanh RAM nữa để mà chúng ta có thể sử dụng cho nhiều tác vụ hơn chẳng hạn. Ngoài ra thì nhà sản xuất cũng trang bị cho chúng ta thêm một cái SSD lên tới là 1TB nữa. Thế nên là nếu như bạn nào mà thường xuyên là phải tải game, tải những cái dữ liệu liên quan đến video, hình ảnh thì đây cũng là tương đối thôi, mình không nói là nó quá lớn, thì đây cũng là một cái con số tương đối để các bạn có thể sử dụng thoải mái rồi. Tiếp theo, về khi mà mình trải nghiệm về cái hiệu suất chỉnh sửa video này, edit hình ảnh, thì với Adobe Premiere thì mình render mất khoảng 8 phút cho một video chất lượng 4K 30fps, thời lượng trên 6 phút 22 giây. Nhiệt độ CPU dao động ở mức là 75 độ và GPU sẽ chỉ ở mức là 73 độ và cực kỳ ổn định. Tuy nhiên các bạn lưu ý rằng là cái quạt nó sẽ chạy hơi ồn một chút. Bên ngoài thì nhiệt độ sẽ tỏa ra chủ yếu ở cái phần máy dao động là 55 độ C. Nghĩa là các bạn dùng thì các bạn cũng không cảm thấy cái sự nóng lên quá nhiều. Nhưng mà nếu mà các bạn thật sự là muốn làm việc tập trung mà nó có trải nghiệm tốt nhất thì các bạn hoàn toàn có thể mua một cái bàn phím rời, không sao cả, nó sẽ tối ưu cho cái việc các bạn sử dụng hơn. Về game đi, thì phải thật sự là nói rằng game của này, khi mà các bạn mới vào chơi game ý, thì cái FPS của nó rất là ổn định, có thể là FPS rất là cao, mang lại cho các bạn một cái trải nghiệm thật sự là rất là khác biệt. Nhưng vấn đề là các bạn có thể thấy rằng laptop của chúng ta tương đối mỏng, vậy nên là cái phần nhiệt độ của nó sẽ hơi cao. Và khi mà nhiệt độ cao đến như thế thì chúng ta sẽ bị một vấn đề, đó chính là bị flop FPS, và nó sẽ ảnh hưởng đến khá nhiều trải nghiệm của các bạn. Nhưng mà với những cái tựa game đơn giản đi, như là FIFA Online 4 này, LOL, Valorant, CSGO, thì đây là một chiếc máy không có vấn đề gì cả, các bạn hoàn toàn có thể chơi một cách mượt mà. Yên tâm về vấn đề này nhá. Các bạn chơi game thì cần một cái màn hình đẹp. Chiếc máy này đã có màn hình đẹp rồi, có một hiện năng rất là cao rồi, con chip Intel Core i7 10875H với rất là nhiều những cái trang bị tốt. Vậy thì chúng ta cần gì nữa? Đó chính là vấn đề âm thanh. Về mặt âm thanh thì đây là một điểm cộng rất lớn trên chiếc laptop này. Asus sẽ tích hợp con chip đó là AES Cyber Hi-Fi DAC cùng chứng nhận là Hi-Res Audio. Các bạn chỉ cần thêm một cái tai nghe thật sự là chất lượng thôi thì mọi thứ của các bạn đã cảm giác rất là tuyệt vời rồi. Khi mà mình chơi game, cắm một chiếc tai nghe vào với một cái vòm là 7.1 thì cũng sẽ mang lại được rất nhiều điều khác biệt. Chúng ta cũng sẽ có thêm một cụm loa kép nằm ở hai bên với công nghệ là khuếch đại thông minh và giải bass được nâng cấp lên giúp nghe to và rõ ràng hơn. Đến cái phần mà có lẽ là nhiều người quan tâm, đó chính là phần viên pin. Thì đối với laptop gaming ý, thì viên pin chưa bao giờ là một cái thế mạnh rồi. Nó sẽ yếu hơn laptop văn phòng là chắc chắn, tại vì nó sẽ phải gánh được rất là nhiều những cái cấu hình mạnh, cũng như là nó sẽ phải gánh rất nhiều những hiệu năng, tác vụ. Thì rõ ràng với một cái cấu hình khủng như thế này thì chúng ta sẽ được trang bị một cục sạc lên tới là 240W. Rất lớn đúng không? Thì các bạn cũng có thể hiểu rằng là nó sẽ ngốn điện đến như thế nào. Vì vậy thì mình sẽ bỏ qua cái phần đánh giá về thời lượng sử dụng pin trên chiếc máy này. Tuy nhiên thì nếu như các bạn mà sử dụng mà không pin đi chẳng hạn, thì chúng ta có thể sử dụng đến 5 hoặc là hơn 5 tiếng một chút nếu các bạn bật chế độ Save Battery. Với rất nhiều những cái phân tích của mình tổng quan về ngoại hình này, hiệu năng này, trải nghiệm này, hay là về vấn đề âm thanh và pin, thì các bạn cũng có thể tổng kết lại trên chiếc Asus Zephyrus M15
GU502LV này sẽ có những điểm gì. Tổng kết lại thì đây là một chiếc máy, một sự lựa chọn tốt trong phân khúc giá dưới 50 triệu đồng, đáp ứng mọi nhu cầu của bạn, vấn đề liên quan đến công việc hay là trải nghiệm về chơi game. Với con chip là Intel Core i7 10875H, 8 x 16 luồng và màn hình 4K, tốt cho các nhu cầu giải trí như là xem phim, chơi game. Mọi thứ thì thật sự tuyệt vời với một chiếc máy nặng chỉ là 1,9kg. Vậy thì các bạn thì sao? Nếu các bạn có một cái số tiền như vậy, các bạn có trang bị cho mình một chiếc laptop đến từ Asus là M15 hay không? Các bạn có thể bình luận ở phía bên dưới. Cũng như đừng quên like, subscribe, ấn chuông để nhận những thông báo mới nhất đến từ Relab. Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.